Xin chào và cảm ơn các bạn đã dành vài phút để xem qua đoạn video này. Và một vài phút tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn và toàn thế giới về cách thức du lịch mà có thể bạn chưa bao giờ biết chúng tồn tại. Tôi sẽ cho bạn thấy làm thế nào để đi du lịch với một cái giá rẻ và có nhiều điều thú vị hơn trong cuộc đời của bạn. Và tôi sẽ chỉ cho bạn thấy làm thế nào để kiếm tiền ở bất cứ nơi nào, từ nguồn thu nhập bán thời gian bên ngoài đến thu nhập toàn thời gian mà không cần phải trở thành một người bán hàng cực lực, bằng cách làm theo một hệ thống đơn giản mà bạn được xem và hành động ngay sau đây. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu với một ý niệm dùng 4 năm về trước, và nó là một quyết định kinh doanh tuyệt vời nhất mà tôi từng nghĩ ra. Trước đó, tôi đang điều hành kinh doanh của riêng tôi, và tôi có nguồn tài chính khá tốt. Thử thách ở đây là tôi phải ở văn phòng của mình 50 hoặc 60 giờ một tuần. Và tôi nhận ra rằng, nếu tôi không thay đổi thì tôi sẽ bỏ lỡ quãng thời gian những đứa con của tôi đang lớn lên. Và khi tình trạng suy thoái diễn ra, tôi đi từ không nợ nần gì tới mức nợ gần triệu đô la trong vòng 6 tháng. Vì vậy, tôi đã suy nghĩ thoáng ra để làm một thứ gì khác. Bởi vì tôi đã nói có cho những gì mà bạn sắp thấy. Nhờ có công việc đó mà giờ đây vợ chồng chúng tôi đi du lịch sang những hòn đảo của Hy Lạp, Nam Phi, Zimbabwe để xem thác Victoria, London, Cabo San Lucas, Cancun, Paris, Đức và rất nhiều nước tiếp theo đang được thêm vào trong nhật ký du lịch của chúng tôi. Và chúng tôi còn kiếm được rất nhiều tiền, một số tiền lớn hơn những gì mà chúng tôi đã từng có. Vâng, tôi đã nhận ra rằng Worldventure là một trong những nền công nghiệp thú vị nhất trên thế giới. Du lịch. Chỉ vừa được kinh doanh trong vòng 7 năm thôi, mà chúng tôi đã trở thành một công ty du lịch lớn nhất trên thế giới, với văn phòng tại 22 quốc gia. Hàng triệu khách hàng trên thế giới đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Và bởi vì thành công to lớn của công ty, chúng tôi được vinh danh trên những tạp chí lớn và những người thành lập được nêu tên trong giải thưởng chung kết khu vực và giải doanh nghiệp dịch vụ của năm. Và lý do của sự thành công này rất đơn giản là chúng tôi có một sản phẩm mà hầu hết mọi người trên thế giới này đều mong muốn, đó là du lịch. Travel Worldventure cũng dùng hình thức giống như Sam và Costco để xây dựng một cơ sở hội viên với hàng trăm triệu thành viên. Nhưng thay vì tôi đưa bạn giải pháp tiết kiệm một vài sản phẩm như giấy trong toilet và bơ đậu phộng, Worldventure cung cấp một điều có vẻ quyến rũ hơn, đó chính là du lịch. Công việc của chúng tôi là mua lại những tour du lịch. Chúng tôi thương lượng có được giá sỉ để tiết kiệm cho bạn và cho thành viên của chúng tôi. Trong nhiều trường hợp, bạn chỉ cần tham gia vào một trong những chuyến du lịch trong mơ này và bạn có thể tiết kiệm nhiều hơn chi phí hội viên. Vì vậy, nó thật có ích. Bạn sẽ có hàng trăm chuyến du lịch trong mơ trên toàn thế giới để lựa chọn. Chúng tôi tổ chức những chuyến đi như du lịch trên biển với 69 đô mỗi tháng, bao gồm những resort 4 và 5 sao trong những chuyến du lịch qua châu Âu, chuyến đi tới Mediterranean, Asian, Nam và Bắc Mỹ, du lịch trực tuyến tuyệt vời, nghỉ ngơi vào mùa xuân, bạn có thể tham gia chuyến du lịch câu cá ở châu Phi, chuyến đi phiêu lưu, những sự kiện thể thao như thành phố Indianapolis 500 năm, nhiều trận chung kết trong những giải đấu chuyên nghiệp. Chúng tôi có những chuyến du lịch phù hợp với mỗi ngân sách và mỗi lịch trình. Và nếu bạn muốn tạo ra sự khác biệt hơn so với những người khác, thì chúng tôi có những chuyến du lịch tình nguyện nơi bạn có thể cho đi và đóng góp cho những người đang cần sự trợ giúp. Chúng tôi rất tự tin với những sản phẩm du lịch trong mơ này. Worldventure cung cấp cho bạn sự đảm bảo về giá cả trong mơ. Sau khi đăng ký được chuyến du lịch trong mơ, nếu trong 7 ngày bạn tìm thấy kỳ nghỉ tương tự như vậy với giá thấp hơn, Worldventure sẽ trả lại tiền cho bạn và cho bạn đi du lịch miễn phí. Hiển nhiên, đó là lý do chính cho sự thành công của công ty chúng tôi. Nhưng cái mà bạn có thể phát hiện ra giá trị nhiều hơn việc tiết kiệm tiền, đó là những trải nghiệm không thể tin được mà bạn có được trong những chuyến du lịch của chúng tôi. Chúng tôi biết, khi bạn tham gia vào chuyến du lịch trong mơ, thì nó sẽ là tốt nhất. Nếu không thì nó sẽ là một trải nghiệm kỳ nghỉ tuyệt nhất trong cuộc đời của bạn. Có thể nó nghe như một lời tuyên bố hơi khoe khoang, nhưng chúng tôi muốn bạn tự xem một vài phút về những chuyến đi gần đây của chúng tôi. Chúng ta đang ở Cancun với... Mọi thứ đều được chuẩn bị cẩn thận, chúng tôi không bao giờ phải phiền lòng. Những phút giây thực tuyệt, bạn không thể không tham gia được. Dịch vụ hoàn toàn khác biệt, không có gì có thể so sánh được với chuyến du lịch này. Chúng tôi chưa bao giờ tham gia chuyến du lịch nào như vậy trước đây. Mọi người đã có những điều thật thú vị. Và đến lượt chúng tôi hưởng thụ những điều thú vị như vậy. Nó thật quá sức tưởng tượng. Tôi có một kỳ nghỉ thật tuyệt vời, thư giãn trên bãi biển. Chuyến du lịch như vậy rất thích hợp với gia đình 4 người chúng tôi. Bãi biển tuyệt nhất, rất đẹp. Mọi người đang tận hưởng thời gian tốt đẹp. Một trải nghiệm tuyệt vời trong cuộc đời. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên kỳ nghỉ này. Tôi nói cho các bạn rằng, khi tham gia vào chuyến du lịch của Worldventure, bạn đã quyết định đúng và sẽ không thất vọng. Như bạn có thể thấy, những chuyến du lịch này hoàn toàn bùng nổ. Sau khi tự tham gia một vài chuyến du lịch với gia đình của mình, tôi có thể nói với tất cả hội viên rằng họ có được cơ hội tham gia chuyến đi trong mơ với những trải nghiệm đáng giá hơn những chi phí tham gia hội viên. Nếu bạn cần bay đến nơi nào đó và cần khách sạn, thì bạn chỉ cần liên hệ với dịch vụ đặt phòng Rovia, nơi mà bạn có thể được đảm bảo là giá máy bay và giá khách sạn rẻ nhất. Nếu trong ngày bạn tìm ra nơi nào giá rẻ hơn,
thì Rovia Briefless sẽ trả cho bạn 150% khoản chênh lệch. Với Rovia, chúng tôi còn có hệ thống đăng ký trực tuyến. Chúng tôi biết rằng cung cấp cho các bạn một chương trình tiết kiệm, chúng tôi gọi nó là Rate Shrinker, thì giá trị của một chuyến bay và khách sạn mà bạn đăng ký ở Rovia sẽ giảm xuống và sẽ đặt phòng lại cho bạn với mức giá giảm tương tự và trả lại trong thẻ tín dụng phần chênh lệch. Với những lợi ích tuyệt vời được thêm vào, như được kết nối 24 giờ, dịch vụ Siri, nó giống như Google trên điện thoại, và nó sẽ cung cấp cho bạn hướng chạy xe, đăng ký trước bàn cho bữa tối, tìm kiếm trực tuyến, dịch vụ cuộc gọi báo thức, là tất cả những thứ mà bạn có thể muốn từ một người trợ lý thực sự. Bạn còn có thể đặt bàn ăn và giải trí với một chương trình chiết khấu, nên mà bạn có thể tiết kiệm lên đến 50% trên những gì mà bạn đã sử dụng, như đi ăn ngoài, đi xem phim, chơi bowling, thay đổi kiểu tóc, mua sắm. Và nếu bạn không phải là thành viên, thì bạn không được hưởng những ưu đãi này. Những câu lạc bộ ngoài kia với chi phí thành viên lên đến 80.000 đô và họ gần như không được một phần tiết kiệm như bạn sẽ có khi là thành viên của World Ventures. World Ventures đã phá vỡ khuôn khổ của ngành công nghiệp du lịch bằng cách cung cấp giá cả hợp lý cho bất kỳ ai trên thế giới. Vì vậy, sản phẩm của chúng tôi không phải là 10.000 đô, không phải là 5.000 đô, thậm chí không phải là 1.000 đô. Hội viên của chúng tôi chỉ tốn một lần khoảng 200 đô và sau đó khoảng 50 đô một tháng để duy trì nó. Bạn có thể hủy nó bất kỳ lúc nào, nhưng nếu bạn thích có những gì mà nhiều thành viên khác đang có trong chuyến hành trình trong mơ, chúng tôi cho rằng bạn sẽ muốn giữ nó cả đời. Và cuối cùng, để làm chương trình này hoàn toàn hấp dẫn với sự trung thành của các bạn, thì chương trình phần thưởng bằng cách chuyển mỗi đô la mà bạn chi cho thẻ thành viên thành 2 điểm có thể chuyển đổi lại trong chuyến du lịch kế tiếp. Vì vậy, khi bạn mua thẻ hội viên, thì mỗi đô la có thể sử dụng để đăng ký một kỳ nghỉ. Nếu như vậy vẫn chưa đủ, thì khi bạn tìm được 4 thành viên khác, World Ventures sẽ miễn phí cho bạn phần phí đóng hàng tháng. Cái này gọi là thêm 4 bằng không mức phí. Chúng tôi có những thành viên chỉ đơn giản cho những người khác xem video mà các bạn đang xem hiện giờ, cả trực tuyến lẫn cả qua DVD, và họ có ngay 4 người khác trong tuần lễ đầu tiên. Có những người kiếm được 4 người trong vòng một ngày. Không giống như những công ty buôn bán khác mà bạn từng nghe tới, bạn không cần phải thuyết phục người khác rằng họ cần sản phẩm của bạn, vì mọi người đều thích du lịch, bất cứ người nào cũng vậy, và những cơ hội mà những người xung quanh bạn, thậm chí chúng tôi, chẳng hề thú nhận, thì họ đều thích những kỳ nghỉ. Cho tới giờ, tôi chắc rằng bạn có thể thấy tại sao hình thức này lan rộng một cách nhanh chóng trên 22 nước trên thế giới, và trở thành một trong những công ty du lịch lớn nhất trên thế giới. Cũng giống như Sam và Costco, tôi tin rằng chương trình thành viên này sẽ phát triển lên hàng triệu thành viên trên toàn thế giới, là bởi vì giá trị mà nó mang lại vô cùng ý nghĩa. Và đây là phần phụ thêm. Bạn có thể trở thành người giới thiệu cho World Ventures với chi phí khoảng 100 đô và 11 đô mỗi tháng. Bạn có thể kiếm được tiền hoa hồng từ những người mà bạn giới thiệu và những người mà người đó giới thiệu. Và cứ như vậy, không kể nhóm của bạn lớn tới cỡ nào. Chờ một lát, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách mà hệ thống kinh doanh của chúng tôi hoạt động. Bằng ý tưởng lấy sức mạnh của chương trình giới thiệu, khi bạn giới thiệu 6 người khách hàng khác trong tháng đầu tiên, bạn sẽ nhận được phần trợ cấp 570 đô mà chỉ không quá 30 ngày bằng cách đơn giản chia sẻ đoạn video này cho người khác. Cái mà tôi thích thú nhất về việc xây dựng hệ thống kinh doanh của chúng tôi đó là tính đơn giản kinh ngạc của nó. Bước 1, bạn có thể lấy lại tiền đặt cọc bằng cách giới thiệu 4 người, những người trở thành khách hàng của du lịch trong mơ. Khi đó bạn sẽ không cần đóng phí hàng tháng và từ giờ bạn có đủ điều kiện để nhận hoa hồng từ mạng lưới của mình. Bước 2, bắt đầu chuyển động. Đây là bước thú vị nhất. Đây là lý do lớn nhất tại sao chúng tôi tin rằng World Ventures sẽ phát triển nhanh chóng trong mỗi gia đình trong vòng 2 năm tới. Bạn chuyển động có nghĩa là bạn đủ tiêu chuẩn để đạt được 600 đô một tháng để mua gói hàng tiếp theo hoặc nhận một chiếc BMW màu bạc. Và nếu bạn nghĩ phần hỗ trợ thêm này chỉ dành cho ngôi sao dù chỉ một phần nào đó, sự thật không còn xa vời. Trong năm đầu tiên, từ khi chạy phần thưởng này, chúng tôi đã có được 1.000 người đủ tiêu chuẩn. Thực tế, chúng tôi có những thành viên đủ tiêu chuẩn để có BMW trong tháng đầu tiên của họ, bằng cách đơn giản là cho những người khác biết về cơ hội này. Đây là cách mà mọi người làm việc. Bạn sẽ có được một chiếc BMW nếu trong tháng đầu tiên, những thành viên trong tổ chức của bạn tham gia 20 chuyến du lịch trong mơ. Điều này cũng diễn ra tương tự như một ví dụ từ những người mà bạn giới thiệu và chỉ họ giới thiệu cho những người khác. Tôi sẽ cho bạn thấy những dạng người nào có thể làm được điều này. Hãy để tôi giới thiệu một vài người bạn đã đạt tiêu chuẩn của tôi.
Đây là người bạn thân của tôi, Davis. Cậu ấy là sinh viên mới 22 tuổi. Cậu ta đạt được chiếc BMW trong vòng 17 ngày. Và người bạn thân của cậu ta, Matt, cũng đưa tiêu chuẩn trong vòng vài ngày sau đó. Đó là cuộc đua giành chiếc BMW của họ. Vì vậy, bạn có thể thấy sinh viên cao đẳng có thể làm được. Đây là Tracy. Cô ấy là bà mẹ độc thân đã đủ tiêu chuẩn. Và những bà mẹ độc thân có thể làm được. Michael là người thất nghiệp trước khi tìm thấy được World Venture. Hơn hẳn vì có việc làm, anh ấy thực sự được giới thiệu và làm việc toàn thời gian ở World Venture và anh ấy đủ tiêu chuẩn để có được chiếc BMW. Còn đây là Dina. Cô ấy là một phụ nữ nội trợ với chiếc BMW của mình. Vì vậy, nội trợ hoàn toàn có thể làm được. Ray với chiếc BMW của anh ấy và kỹ sư cũng có thể làm được. Ronnie đã làm việc cho một công ty dịch vụ công cộng và nghỉ hưu sớm hơn 5 năm vì World Venture. Đây là Megan, người thợ làm tóc với chiếc BMW của mình. Đây là Jeros. Anh ấy đã từ bỏ công việc IT của mình. Đây là người bạn thân John và anh ấy cũng đã có được chiếc BMW. Bà sẽ thích cái biển No Job đặt ở phía sau xe. Vậy bạn hãy thử tưởng tượng trong vòng 30 ngày tới, bạn đạt đủ tiêu chuẩn để lái chiếc BMW, được lái chiếc xe trong mơ của mình thực sự bắt đầu. Bạn có thể kiếm tiền và có thu nhập dựa trên một cách rất đơn giản là giúp người khác đạt được tới mức Wins and Wheels, cấp độ 1 và 2. Và đây là lời khuyên lớn nhất của tôi, là đừng trở thành người dụ dỗ chèo kéo khách hàng. Đừng có giải thích trường hợp này một mình. Thực tế là 90% cư dân trên thế giới không thích bán như vậy. Nếu bạn ra ngoài và cố gắng để bán cho bạn của mình sản phẩm này, họ sẽ nghĩ bạn đang bán một thứ mà người khác không muốn mua. Nếu bạn muốn thành công trong vấn đề này, đơn giản chỉ cần mời những người khác xem đoạn video mà bạn đang xem sau đây và để tôi bán sản phẩm giùm cho bạn. Và bởi vì đoạn video này đã được thu lại nên bạn có thể sử dụng tôi 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày trong tuần. Tôi sẽ không nghỉ ngơi đâu và cũng không nghỉ bệnh. Nếu tôi làm công việc của tôi, thì nhiều người mà bạn giới thiệu sẽ thấy thích thú với ý tưởng này. Họ sẽ tham gia vào đội của bạn, họ sẽ giới thiệu cho những người khác. Như bạn có thể tưởng tượng, chúng tôi có nhiều người làm theo cách đơn giản này. Họ có thể kiếm được vài trăm đô la phụ thêm mỗi tháng bất kể họ đang ở nơi nào như một thu nhập bán thời gian. Ngay cả thu nhập toàn thời gian cũng sẽ cho họ tự do về tài chính. Giờ nó đã thu hút bạn chưa? Điều này thật tuyệt vời. Để tôi hỏi bạn một câu hỏi đơn giản. Nếu tất cả những điều này mang tới cho bạn một hoặc hai kỳ nghỉ trong một năm, mang cho bạn những ký ức mà bạn chưa bao giờ có trong cuộc đời mình, mà bạn sẽ không thể có nếu không phải là hội viên. Vậy có đáng không? Và nếu nó được thực hiện, bạn sẽ có được một chiếc BMW mới. Có đáng hay không? Nếu tất cả những điều này mang tới cho bạn một khoản thu nhập cao hơn một chút so với những hóa đơn hàng ngày của bạn, mang đến sự tự do cho cuộc đời của bạn, như vậy có đáng hay không? Ở đây hoàn toàn không có đảm bảo cho thu nhập của bạn. Những gì bạn lấy được là những gì mà bạn đã bỏ vào. Nếu như bạn không cần phải kiếm tiền nữa và chỉ cần thưởng thức những giá trị lớn mà sản phẩm của chúng tôi mang lại, hay bạn có thể trở nên giống như nhiều nhà lãnh đạo của chúng tôi, những người đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của họ để có vài kỳ nghỉ trong một năm, những người có thể sa thải ông chủ của họ. Bạn không cần phải lái xe hàng ngày đi làm việc và kiếm được số tiền nhiều hơn những gì mà họ có thể mơ đến. Bạn nhận thấy điều mà bạn không bao giờ biết rằng liệu nó có thể hay không, trừ khi bạn bắt đầu. Vậy nếu bạn nghiêm túc xây dựng cuộc sống cho chính mình, nghiêm túc về việc có nhiều niềm vui hơn, kiếm được nhiều tiền hơn và tất nhiên là đi du lịch thật nhiều, thì chỉ cần theo hệ thống thành công đơn giản của chúng tôi. Bước 1, quay trở lại với những người đã giới thiệu đoạn video này cho bạn và cho họ biết bạn muốn bắt đầu. Bước 2, bắt đầu chia sẻ ý tưởng này cho những người khác bằng cách sử dụng công cụ giới thiệu nhỏ bé như đoạn video này. Nó sẽ làm tất cả công việc giải thích giúp cho bạn. Bước 3, kết hợp việc huấn luyện và trợ giúp của chúng tôi để xây dựng việc kinh doanh toàn cầu. Chúng tôi có những buổi huấn luyện tuyệt vời. Vì vậy, bạn sẽ có công việc kinh doanh cho riêng mình, nhưng hoàn toàn không phải bởi chính bạn. Bạn có quyền sử dụng sự hỗ trợ không tưởng từ hệ thống giúp cho bạn. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem đoạn video này. Tôi mong sẽ gặp các bạn ngoài đời vào một ngày nào đó trong chuyến du lịch sắp tới. Liên kết chúng ta trên những bãi biển toàn thế giới.